Tiền vệ Rodri của Manchester City đã chia sẻ ý kiến về trận đấu đầy kịch tính giữa đội của ông và Chelsea tại Stamford Bridge. Anh thừa nhận rằng đây không phải là màn trình diễn tốt nhất của Manchester City và cần tự xem xét bản thân sau khi để thủng lưới 4 bàn, điều không thường thấy với đội bóng này. Tuy nhiên, anh tin rằng đội sẽ tiếp tục nỗ lực và chấp nhận rằng bóng đá đôi khi khó lường. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 4-4 sau khi cả hai đội đều có những pha ghi bàn đầy kịch tính. Đây là trận hòa thứ tư trong lịch sử ngoại hạng Anh mà khi một đội ghi bàn thì đội kia cũng ghi bàn để gỡ hòa, và lần đầu tiên kể từ trận hòa 4-4 giữa Liverpool và Arsenal vào tháng 4 năm 2009. Đây cũng là lần đầu trong sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola khi một đội bóng được ông dẫn dắt ghi 4 bàn và thủng lưới 4 lần trong một trận đấu.